hai thuyền sẽ ghép vào nhau như này, nối vào nhau như này, và cho em một cà phê. Ủa, ủa, hướng dẫn viên của em hay đùa là sao? Sáng mà hướng dẫn viên còn chưa rửa mặt, ở đây nó rửa mặt cho luôn. Ừ. Đơn vị là đau bụng. À, đau bụng. Bụng ăn nào đau bụng rồi. À. À. 10.000 một bụng. À, đúng rồi, đơn vị đau bụng đây mà. Để mà nói về tổng giá trị của những đồ trong căn nhà này thì nó vô giá rồi. You have me and I have you. That's enough to paint lonesome black and blue. Yeah, I have you and you have me. That puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up and we've had down. We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. There ain't a color in the rainbow that shines like you. So let's carve our names into this tree. Then lay beneath the beauty of her leaves. Will the birds and the bees seem to agree? We're strong as a maple, twice as sweet. We've had ups and we've had downs. We've had. Tuần bây giờ là bao quanh ở bởi rất nhiều thuyền, coi như là mình khỏi đi đâu luôn. Và mình sẽ ngồi trên thuyền mà mình thuê để đi ăn sáng. Và bây giờ mình sẽ cùng bữa sáng ở trên ngay trên thuyền đây. Gọi anh em, gọi mỗi người bát hủ tiếu đây để cho các bạn nhìn trước. Cho này sang bên này. Hủ tiếu có chả cá, cá viên. Thôi bây giờ mình sẽ ăn luôn đây. Xung quanh thì mọi người đang ăn đây. Rồi ăn thử xem nhá. Cũng không biết là mình không có cái gì kê để ăn nên thôi cầm tay anh này vậy. Anh ăn trước nhá. Rất là đông đúc. Ngon đấy. Mời các bạn cùng dùng bữa sáng với Tuấn nhé. Mình sẽ tiếp tục đi tiếp để khám phá, chụp ảnh, chụp hình. Ăn thì đồ ăn rất là ngon, nhưng mà có tội là hơi bị cái mùi dầu, bị mùi dầu của các tàu, cho nên là thôi. Nhưng mà đây là một trải nghiệm rất là thú vị, mọi người nên đến đây. Đã đến Cần Thơ thì
phải trải nghiệm chợ nổi Cái Răng rất là tấp nập, nhiều loại hình sản phẩm được bán trên đây. Hôm qua hai anh em tối qua ngủ muộn quá, mới đầu là lịch trình cứ nghĩ là đến phải sáng nay 8 giờ dậy rồi đi chợ nổi Cái Răng, xong rồi lúc 1 giờ đêm hôm qua mới bắt đầu search Google, là hóa ra là cái thời gian vàng để đi chợ nổi Cái Răng là khoảng tầm từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Nhưng mà anh em lúc anh em dậy thì đã là 5 giờ kém rồi. Dạ. Cà phê ở đâu ạ? Hai thuyền sẽ ghép vào nhau như này, nối vào nhau như này. Và cho em một cà phê ít sữa nhá. Em xin lỗi chị, là em không có tiền lẻ, chị giả lại giúp em được không? Chị thối lại giúp em được không? Hôm nay chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ? À, dạ vâng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Mời thưởng thức một ly cà phê. Cảm ơn chị nhá. Ui. Thức một ly cà phê trên chuyến hành trình này. Trời ơi, cà phê nhiều đá đấy. Cà phê nhiều đá này thì mình lại nhớ đến một thương hiệu cũng có nhiều đá như thế này. À, cà phê quán này ngon đấy, uống được, không ngọt như mấy hôm trước uống, nhưng mà nó như nước giải khát đấy nhỉ. Trời ơi, cốc cà phê to, không giờ mình uống hết được một cốc cà phê ở đây. Ê, yêu nhỉ. Hello everyone. Chụp một cái ảnh bữa sáng ở cốc cà phê tại khung cảnh đỉnh cao này. Thế là chúng ta vừa kết thúc hành trình tham quan chợ nổi Cái Răng. Và bây giờ mình sẽ vào đất liền. Dạ vâng ạ. Vâng, dạ vâng. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn. Vừa giao lưu với của anh Grab, rất là dễ thương, ở ngoài Bắc, người Nam Định. Sau một cuộc hành trình buôn ba đi theo tiếng gọi của tình yêu thì đã đến với thành phố Cần Thơ, đến với miền Tây để định cư và sinh sống, làm việc luôn. Bây giờ chúng ta đi Cồn Sơn. Oh.
chiều đi du lịch qua bên kia à? Dạ vâng ạ, vâng em cảm ơn ạ. Cho em đi Cồn Sơn nữa. Hay là mình ấy một bạn nữ đi nhỉ? Cho nó rộng nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Có bạn nữ nào hỗ trợ được em không ạ? Thì cho nó rộng nó. Đây. Mình cho mọi người nghe giọng của các bạn nữ ở đây. Thưa em này, em rất là nhiệt tình ấy, mình cũng rất là xin lỗi. Rồi. Chào em. Dạ chào anh, em tên là Trang. Thời điểm hôm bán đây thì mình có bè cá như thông hậu nè, mình thì diễn lên trên cầu thì có cá lóc bay rồi trải nghiệm làm bánh nhân gian, có bánh thịt cuốn, bánh lá mít, cơm nổ. Rồi vườn thì em có hai vườn là vườn nhãn và vườn bưởi. Rồi mình có thể trải nghiệm làm bánh thọ, có bánh phu thê ở phía dưới kia nữa. Thì các điểm tham quan đó mình địa điểm nào mình mới tính tiền điểm đó. Mình có muốn ăn chưa thì còn đó thì mình sẽ đặt trước với em, tại vì bên đó khi mình đặt xong em liên hệ nhà vườn mới bắt đầu làm. Khoảng hơn 2 tiếng thì mình tham quan các điểm, mình vòng về lại là vườn. Thôi thì bây giờ là mình cứ đi thôi nhỉ. Thôi cứ đi xong rồi em cứ nói các điểm đi, xong rồi anh sẽ xem cái nào thú vị thì anh ở lại lâu cái nào ấy. Mình anh sẽ đi cùng chỗ này luôn đúng không? Tòa đây là đòi dân sinh đó, nên vừa đưa khách vừa người dân đó. Xuống đủ rồi. Ok. Anh ngồi bên này, Út ngồi bên này nhé. Dạ, ngồi hai bên cho nó động vào. Đây. Cảm ơn em. Nhưng mà đi tàu này rất an toàn, nhưng mà mình lúc nào cũng sẽ tuân thủ và sẽ mặc áo phao. Anh là từ đâu đến? Anh từ Hà Nội. Hiện tại là mình đang di chuyển trên sông Hậu, là một trong hai nhánh của sông Mekong đổ về miền Tây. Phía trên thì nó không tiện, còn phía dưới này thì có sông Hậu. Thì ở đây thì hai con sông này nó cửa biển thành chính cửa sau mình gọi là đồng hồ sông Cửu Long. Thì cái con này nó là đặc sản của vùng Hậu Giang, nhưng mà tại Cần Thơ này chứ chú Bảy Bon mình nuôi dạng lồng bè như thế này thôi. Thì ở đây chú sẽ ở trên, thì cái mặt gỗ mình đang đứng đây thì phía dưới là đỡ lên vào những cái thùng phi lớn. Rồi bao xung quanh những cái thùng phi đó là lưới, rồi nuôi cá trong này. Như 1000 mét khối nước thì chú nuôi khoảng tầm 300 đến 400 con như thế này. Mình có thể xem này. Ôi. Cái này là cá gì hả em? Cái này cá gì? Cá thác lát cườm. Hay còn gọi cái tên khác là cá nàng hai, cá đô la đều rồi đó. Rồi cái đuôi của nó có những cái viên cườm dọc theo đuôi á, nên mình gọi là cá thác lát cườm. Thì lát vào bên trong em sẽ giới thiệu ba cái sản phẩm mà liên quan tới cái con cá này, là có chả cá nè, rồi thác lát cườm rút xương và rút xương muối xả nữa. Thì ở đây á, một năm chú sẽ xuất đi tầm khoảng 2 lần, 6 tháng sẽ xuất đi một lần. Thì mỗi lần xuất đi á, tầm khoảng 100 tấn cá như thế được xuất đi. 100 tấn cá. Dạ.
Ở đây thì nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và HACCP đủ điều kiện để xuất đi cả thị trường trong nước và nước ngoài. Cá ở đây thì mình nuôi tầm khoảng 350g đến 500g một con là đủ điều kiện để xuất đi. Anh có thể mua trải nghiệm cho cá ăn Thì sẽ trải nghiệm cho cá ăn bên này đi. Bây giờ bên này ăn đủ rồi, bây giờ sang bên này. Cá này nó có hai kiểu ăn chính là sáng và chiều thôi. Sáng cho ăn rồi trời đến chiều. Ở đây thì một số cả cái nhà bè che mái phía trên này thì tầm khoảng 3.400 mét vuông ở đây thì là nuôi theo cái chuẩn Việt Gáp của chú ở đây. Thì ở đây chú che cái mái che này là tránh cái ánh nắng nó chiếu xuống cho cá nên ăn nhiều hơn. Trọng lượng nó đẹp với nhau đều hơn để xuất đi cái giá trị kinh tế nó cao. Thường cá này sẽ xuất đi nước nào hả em? Cái này thì em không rành. Em không rành. Rồi. Đây bên đây là cá chép phụ. Thì lát vào bên trong mình sẽ trải nghiệm massage tay với con cá này. Anh có thể vỗ tay nó tập trung lại đây. Thế không? Dạ. Đây này, nó đang dồn hết về phía anh như này. Đấy, mình đứng đây thôi mà cá dồn hết về phía này. Mới vừa lại đến thôi là nó đã dồn. Thích người à, đúng không? Dạ. Một loài cá mến khách. Cá này thì cá chép phụ. Nó sẽ có sợi tay ở phía trong. Rồi, mời hai anh mình quay di chuyển qua đây nha. Thì mình sẽ được xem cá chê hồng phấn ở đây nè. Thì cái con cá chê này bắt đầu ở đột biến gen. Sau này nhờ chú Bảy đã được lai tạo ra. Từ cặp cá chê bố mẹ là cá chê Bạch Tạng. Con ở đây tầm khoảng 7-8kg luôn hết rồi. Rất là lớn. Lớn nhờ. Mình nuôi trong môi trường nước như này sáng có màu hồng phấn đậm. Dần về trưa và chiều nó sẽ nhạt dần. Chỉ nuôi trong cái thúng này thôi đúng không? Mấy cái phi này để cho khách tham quan phi này. Để rồi mình chuyển tiếp với em ở đây nha. Thì ở đây mình sẽ được xem loài cá rất là đặc biệt. Con gì đấy? Con dế. Dế à? Thì cái con cá này nó có tên là cá mê rổ. Thì nó săn mồi bằng cách là ngậm nước trong miệng, nó tạo thành những viên đạn nước và nó bắn lên cao tầm khoảng 2-3 mét. Thì nó thấy con mồi, để con mồi ướt và rớt xuống. Nó chạy thật nhanh để nó đớp con mồi. Thì ở đây em sẽ cầm trên tay nó chắc hơn. Còn bình thường con mồi đậu trên tay cây lá lá nó bắn là rớt xuống liền. Thì đây là sẽ bắn nước lên đúng không? Dạ đúng rồi, nó bắn là cái mọi người hãy xem nhé. Ủa ôi. Hướng dẫn viên của em hay đùa là sáng thắng mà hướng dẫn viên còn chưa rửa mặt, đến đây nó rửa mặt cho luôn. Đó. Cái con này nó có nguồn gốc ngay tại sông Hậu này luôn. Chưa thấy bắn cái của anh. Nhưng mà bây giờ mình chỉ rửa ngay thôi. Ủa bắn anh rồi. Thôi ok, nhưng mà bắn chưa thôi. Cá này thì là cá chép coi. Cá chép này coi nó ra tạo ra rồi chứ không phải là cá coi Nhật Bản nữa. Thì mình là chú Bảy cho ra lai tạo nuôi đẻ ngay sống từ nhỏ trên nước sông Hậu như thế này luôn. Thì cái tỷ lệ sinh sống của nó rất là cao hơn so với những cái con cá coi của Nhật đem về đây. Đây là kiểu là đã thích nghi được với cả nước này rồi đúng không? Thích nghi được. Ở đây thì mình sẽ trải nghiệm massage cá. Thì anh có thể trời ơi đẹp quá. Trên này mình di chuyển ra cái tấm dáng phía ngoài kia và để chân xuống nước cho nó massage. Thôi nhờ, anh nhìn như thế này thôi. Hôm qua cũng thử cái đấy rồi. Hôm qua nhiều con cá nhỏ, cá này to quá. Cá này thì nó cá này thì chắc là miệng nó chắc là chọn được cả cái món chân của anh. Những cái ô nào mà nuôi trong bèo trong lưới á, là cái đó là cái chúng nuôi vùng bảo tồn. Cá thiên nhiên ngoài sông mà cái tầng đây là ở phía trên nó mặt nước nó cao từ mặt nước xuống đáy lưới tầm khoảng 5-7 mét thôi, còn phía sâu xuống dưới nữa là đáy sông nên nó chẳng chui ở phía dưới vô đây được. Thì ban đầu nó chỉ có 1-2 con cái cô chú Bảy cho ăn. Nó kéo anh chị em bạn mình chụp ở đó. Dạ. Ở đây thì chương trình của quận là phát động là mình sẽ bảo toàn có loài cá thiên nhiên như thế này. Cái này là không được phép bắt đúng không? Không được đến bắt thì
thì ở đây có cho câu nhưng mà chờ tàu khoảng vài tháng nay đã ngưng cái dịch vụ câu cá. Đúng rồi. Thì mình nêu gì đây rồi cá nó cũng sinh sản nhiều hơn rồi. Đúng rồi. Rồi cái nguồn cá ở sông Hậu nó sẽ đa dạng hơn. Chính xác. Mình di chuyển xuống đây mình để tay xuống dưới mặt nước cá nó sẽ bắt. Thôi tay thì để anh sẽ thử. Nói chung là nó cũng buồn buồn. Nó không buồn như hôm qua tại vì trời ơi, gì đấy? Ai cho xuống à? Bỏ ra hôi bắn. Kiểu nó cứ thấy cái gì xuống rồi nó cứ rỉa đó. Ở đây ở hả? Điểm treo ngoài xa mình thôi còn đủ 5 ngón. Cái này chả cá này đã được nhưng nếu mà chiên sẵn cho mình này mình dùng miền ngập mình ăn. Vũ Lan không? Anh em thử đi. Thử nhá. Lấy luôn 2 miếng ăn cho đã. Ngon đấy. Ngon đấy. Em ăn thử đi. Hả? Ăn được đúng không? Thực ra cái cá đấy nhìn trông thế chắc thế mà. Cá đấy ngon đấy. Tầm mày cũng hơi đói rồi đúng không? Hơi đói rồi. Tầm mày bắt đầu hơi đói không? Địa điểm này thì thu hút rất nhiều người du lịch là khách nước ngoài. Tất nhiên là khách ở trong nước mình thì đương nhiên là thu hút rồi. Đây cũng sẽ là những trải nghiệm rất là thú vị với những du khách nước ngoài. Cái bạn hướng dẫn viên nhiệt tình vừa rồi là cuối cùng bạn đã có khách. Mình rất là vui mừng vì điều đó. Thì những người nhiệt tình như này thì chắc chắn là sẽ... Đây, bạn đã có khách rồi. Khách demo liên tục à? Khách liên tục. Cảm ơn anh nhé. Không cạnh tranh với nhau đúng không? Rồi, anh hiểu rồi. Rồi cái thực đơn ở đây cũng là như vậy luôn. Mỗi nhà một món, không ai giống ai hết. Xong rồi mình sẽ một bữa ăn nhưng mình có khoảng hai con trai quay phim ăn ngay nha. Trái cây rất là ngon. Quay mua bán trái cây cho cắt đây. Cô tên là gì? Cô có thể giới thiệu qua về các trái cây của cô. Cô Tư. Bán bưởi. Nó quay ủng hộ cô nghe. Dạ vâng ạ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến đây và ủng hộ cô. Mốt con lại đây cô làm nước cho. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô. Đây, đây em quay cả những cái này đây. Tất cả những cái đồ lưu niệm cô bán đây. Đến Cồn Sơn. Cồn Sơn, Cần Thơ gặp cô. Cảm ơn cô ạ. Đây. Cá lóc bay. Welcome to Cồn Sơn. Leave nothing but footprints. Mỗi nhà là thành viên, mỗi hướng dẫn viên như tụi em cũng là thành viên cho hợp tác xã. Hỗ trợ qua lại để làm du lịch. Nên có những người như thế, đúng không? Cái cô Lê Thị Bé Bảy á, là chỗ bán thuê, cô là người kêu gọi người dân Cồn Sơn làm du lịch. Đúng rồi, anh nghĩ thế là hợp lý ấy. Cần phải làm mạnh hơn nữa. Em làm homestay đi xong rồi có cơ hội thì anh sẽ ghé qua. Lúc trước á thì lúc mở mới du lịch á thì có khách nước ngoài đến đây muốn ở lại trải nghiệm cuộc sống của người dân trong đây. Đúng rồi. Cũng có cho lưu trú lại một hai người thì nhà dân vẫn cho lưu trú bình thường. Không sau này á cái lượng khách nó tăng lên, nhà dân không có đủ điều kiện để tiếp nữa. Dừng cái dịch vụ đó. Hiện tại là đang có định hướng là xây homestay trên đây luôn. Đúng rồi.
Nên thế. Đấy là một cách để cho du lịch phát triển. À, trải nghiệm như đợt ca tài tử thì ở đây cũng có cái dịch vụ đó cho du khách mà đến đây mình bên đây giữ nguyên cái bản chất nguyên sơ từ xưa đến giờ của miền Tây mình. Ví dụ giữ các cái khuôn làm bánh nè, cách làm bánh, xây bột gạo nhà, rồi làm từ thiên nhiên, kết màu sắc rồi lấy từ những cái màu của hoa lá tự nhiên để mình làm. Thì trên đây hiện tại là chưa có trường học, trạm y tế và trại dân sinh luôn. Tất cả các em học sinh á, muốn đi học thì phải sáng tập trung bến đò. Cô bé sẽ hỗ trợ miễn phí đi về bên Cần Thơ để mình đi học. Sau khi trở về bến á, thì cô bé sẽ đưa về nha. Cô bé hỗ trợ miễn phí chứ không có lấy tiền bất kỳ em. Cồn Sơn này á, thì nó nằm ở giữa sông Hậu, giữa hai tỉnh đó là Cần Thơ và Vĩnh Long. Nhưng mà nó trực thuộc là khu vực 1, phường Vũ Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Lát mình di chuyển vào phía trong mình sẽ thấy cái bờ bên kia của Vĩnh Long luôn. Đi qua có chút thử thách này nhỏ là mình đi qua cầu Khỉ. Cái này chắc là út khỏi đi rồi. Này sẽ là nếu mà đi thì anh đi thôi. Bên sang bên kia thì có gì em? Dạ, cái đi quay đi làm bánh nhân nhau phía bên đó. Thế thì em phải đi đấy. Anh đi trước nhá. Em đi cầm được không? Hay như phải quay kêu theo anh tiếp hả? Dạ đúng rồi. Thế phải cẩn thận nhá. Ok, đây cho họ đi xong đã. Rồi, anh đi nhá. Đang thang quay cho Tám ơi, quay chuồng Tám ơi. Có không thấy không? Có người quay trên trời cho thấy đây hay vậy. Quay xuống được ấy ạ, quay xuống được mà. Dạ vâng. Chuyên gia luôn đấy. Có ba lần rồi còn gì đó. Con. Chú có con biết chưa tôi đâu ba đâu. Chưa, sáng chưa con đâu. Cô nổi tiếng từ miền Nam ra miền Bắc chờ cái cửa đó. Trời, hóa ra là mình đang được một bạn hướng dẫn viên rất nổi tiếng. Nhiều cũng nhiều đoàn quay phim, YouTube và TikTok đến nay cũng mà hơn là sau nghe em đi không ạ? Thế là có duyên đấy. Đến đây rồi tôi có những người có tài, bạn nào có người bạn nào mới đi á. Thế là em có duyên đấy. Đây là bạn Trang. Bạn Trang này rất nổi tiếng trên những kênh review về miền Tây, Cồn Sơn tại Cần Thơ. Và đến với Cồn Sơn mà muốn có những trải nghiệm thú vị thì hãy liên hệ với bạn Trang. Chỗ này đường đi thích nhỉ? Trải nghiệm mấy cung đường này rất là sướng. Anh cảm ơn em. Trà này trà gì hả em? Hoa đậu biếc. Rồi anh thấy vừa nãy rồi. Thôi uống thử đi. Rồi nhá, hết nhá. Mát nhỉ? Vâng, em cảm ơn anh. Đây. Ăn ổi đi em. Ổi thì chắc chả phải review đâu nhỉ. Chúng có trái cây ở đây thì chắc chắn là ngon rồi. Cái tập tính của loài cá này là nó sống ở vùng đầm lầy nha. Ban ngày trời nắng nó sẽ túi trình hoặc nó tìm cái chỗ nào có rong rêu nó trốn. Thành thử ra mình bắt buộc mình tập là mình phải. Và cách tập thứ hai nữa là cách mình quăng thức ăn. Lúc nó còn nhỏ thì mình quăng thấp, từ từ mới quăng cao lên nha. Thì mình duy trì mình tập cái gì nó mất khoảng tầm 3 đến 4 tháng gì đó. Đến lúc đó nó sẽ trở thành phải xài có điều kiện. Nghe đúng âm thanh rõ, đúng cách quăng thức ăn. Nó sẽ bay lên.
Thấy đồng loạt không? Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vô lớn nước cao hơn nữa nha. Đây bắt đầu nè. 1, 2, 3. Đường lớn nó không mạnh lên cao nữa nha. Rồi em mời cả nhà bắt đầu qua cái ô to nữa. Đây thêm một level khác rồi. Khi mà em thả nó về môi trường tự nhiên thì nó còn ở lại một đàn, đàn nào mình cũng phải cho ăn. Tập tin cái mô hình cá bú bình cho mấy anh chị trải nghiệm chơi cho biết nha. Mấy anh chị nhớ xuống trải nghiệm là tuyệt đối đừng có thọt tay xuống giùm em nha. Con mấy con này nó dữ á. Dạ con này nó bú nè, anh coi nè, nó nút là chục chục chứ đó. Nhưng mà anh thọt tay xuống là cái âm thanh khác nha. À nghe con gì đó. Đúng rồi, mấy cá này chơi răng nó sắc lắm. Chơi lắm hả? Thử cái chơi cho biết nó nút mạnh lắm. Anh cứ cầm gì thôi anh để xuống là ok. Anh Lợi đang cho cá bú. Ủa? Mạnh lắm. Anh thử đi anh. Vào đây để anh làm bánh cho út ăn nhé. Nó phải thấy cái cây sake này ha. Lát vào bên trong mình sẽ được thưởng thức cái nước của nấu từ lá này. Ừ. Có bánh lọt qua bụng không vậy ta? Có bánh lọt qua bụng nha bánh khách ơi. Rồi ở đây em sẽ cho hai anh mình trải nghiệm một cái đơn vị đo ở miền Tây ha. Đo bụng. Dạ. Đơn vị là đo bụng. À, đo bụng. Mọi người nghe ăn nào đo bụng rồi. À. À. 10.000 một bụng. À đúng rồi, đơn vị đâu bụng đây mà bán. Có nghĩa là ăn lúc nào kiểu căng thì thôi. Em cầm cái bát lên, em ăn 1 chén cũng 10.000, 15 chén cũng 10.000. À vâng. Đây đây ạ, cái này đấy ạ. Đúng rồi, em cứ dùng bánh lọt. Anh ăn thử gì em, lấy cái này. Giờ, nhưng mà một bát là chỉ được một người ăn thôi đúng không chị? Dạ đúng rồi. Chứ không thể nào mà... Rồi. Thế thì lấy em ăn không? Em ăn đi. Ừ thế thì lấy 3 bát nhá. Thôi anh lấy 2 bát thôi. Để không ăn em à? Em có ăn ở ngoài rồi, nó đã mua. À. Thôi anh ăn thử xíu. Cho một miếng nước con. Đấy. Có một miếng cháo nước đường. Nước đường ít thôi anh ạ. Ừ ừ ừ. Nhưng mà thiếu em hơn em thêm. Ừ em. Lấy giúp anh một bát cho. Cái này là mắm gì hả em? Cái này nước đường đó. À nước đường, không ngửi thấy mùi mắm ở đâu nhỉ? Bên này à? Dạ cái đó tôi. Ừ. Rồi đây đây ra 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 tất cả cái đây để lấy ghế. Làm cho khách em bỏ xuống rồi xong rồi lấy vô vô. Ờ đây ra đây mình trải nghiệm thử đi. Rồi mình ngồi đây mình thưởng thức cho em nha. Rồi lát mình sẽ trải nghiệm bánh kẹp ở bên đây. Ừ. Rồi lại ăn thôi. Này thì may là mình chưa ăn trưa. Chuyến này là 10.000 là một bụng, 10.000 là no luôn đấy. Dạ em ở Hà Nội ạ. Dạ. Dạ em đi quay review kết hợp đi làm. Dạ vâng. Em làm bên bất động sản ạ. Dạ vâng. Em mời anh ạ. Anh mời em nhé. Ăn đi bố. Cái này như kiểu chè Thái ấy nhỉ? Ăn ăn ngon mát đúng không? Sau khi ăn xong 2 bát bánh lọt thì ăn rất là ngon và mát. Thì bây giờ sẽ thử ăn bánh này trước khi mình trên tay mình sẽ làm bánh này. Rồi. Hmm.
Sắm này nó giống mấy bánh mình hay ăn, kiểu bánh quế ấy nhỉ. Ngon, thơm. Cho anh ăn một cái nữa, tại vì hơi với anh là hơi ngọt một xíu. Em ăn đi, ăn nữa đi. Xem ra xem cô ấy làm nhỉ. Một lần làm này thì tốn tầm bao lâu hả cô? Hả chị? Lâu mới lấy nhỉ? Dạ. Này chắc tắt 2-3 giây nữa. À 2-3 giây là... 2-3 giây một cái. Đấy. À. À vâng. Nhưng mà thế thì cũng hơi nóng rồi chị nhỉ, hơi nóng. Vâng. Chắc sau cái này thì cho em làm thử một cái, trải nghiệm xem. Lập một lần là cái cạo là cũng lấy ra đó. Dạ vâng. Chứ không cần lập 2-3 lần nha. Dạ vâng. À vâng. Gọt là lấy ra đó. Chưa định cho lập tới lập luôn. Dạ vâng. Khánh ơi. Dạ vâng. Vâng. Tôi muốn quay lại thật, tại vì cái khói quá chị ngồi ngược. Dạ vâng. À, thôi thì thưa em ngồi bên này cũng được. Vâng. Vâng, không sao, ngồi bên này cũng được. Ồ, cái này nó khá là nặng. Cái này xấu thì chị quay lại. Vâng. Thôi mở ra chứ. Đây. Ra rồi. Để chị sợ nó ngược cưng á, cưng qua đây ngồi đi. Không sao, không sao ạ, không sao. Ủa thìa này là được đúng không ạ? Rồi được rồi, họ cứ chế trên này nè, cho nó chảy xuống. Rồi lỡ lại thôi. Úi dồi. Đừng có bóp, để tự nhiên. Để tự nhiên ạ, dạ vâng. Họ cứ chế đường này, nó chảy. Vâng, vâng. Để tầm khoảng bao lâu thì lật ạ? À? Bao lâu lật thì chị nhìn cái gì đó, hơi cháy tấy một tí. À, vâng. Cái phần gì đó là thôi. Mình có thể nhìn vào cái đó để mình canh cái độ chín của bánh nó. Chắc là cái này là hỏng rồi. Nhìn qua đã thấy hỏng rồi. Thôi. Trải nghiệm thôi. À. Còn trông nó rất đơn giản. Nếu mà để mà nhìn rất đơn giản, nhưng mà để mà làm mà nó thành hình khuôn nó đẹp được như này thì phải cần thời gian, sự tỉ mỉ. Đây, mình sẽ cạo cái này đi. Ừ, cái này ít lắm, nói chung là cái này của mình làm thì chắc chắn là hỏng rồi. À. Ôi, cái này của anh nó dính vào đây luôn rồi. À. Của nhanh tay đúng không? Rồi mình làm, mình đổ bột lại mình làm cái khác đi. Cái này khỏi cuốn luôn. Giờ mình làm nóng thì cái khuôn đúng mình rồi. Để lâu cái khuôn nó bị nóng bị hơn cái khuôn. À, thế thì chị ơi, thôi, các anh chỉ trải nghiệm một thế thôi. À. Rồi, ok, anh cảm ơn. Cái này vì không kịp cuốn nên là cứng đơ rồi.
Thôi mình sẽ thử ăn cái mình làm. Thôi ăn như này nó cũng ngon đấy. Đúng không? Cái mình làm thì nó ngon hơn. Mặc dù vẫn là nguyên liệu như thế nhưng cái mình làm thì ngon hơn. Cơ hội đâu, trời mỗi dùng mềm dốt. Mỗi một bên kia. Dạ. Thử đi, thử trải nghiệm. Dạ vâng ạ. Bưng anh thử, anh thật. Anh ạ, dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, em xin phép anh ăn thử một cái. Dạ vâng ạ. Cái này là bánh gì vậy ạ? La mít. Bánh la mít. Bánh la mít ạ, dạ vâng. Cái này ta làm từ bột gạo. Bóc cái này ra đúng không? Còn gia vị này là chủ yếu là nước cốt dừa thái lên với lại hành á, muối. Muối, hành. Chấm ở đây đúng không ạ? Đúng rồi. Bánh này ta ép là bột gạo ta xay ra. Ừ. Ăn ngon đó. Ăn ngon cầm được cái cầm. Dạ vâng. Hàng ăn ngon. Dạ vâng ạ. Út thử một cái đi. Anh bóc. Ăn đi. Ăn miếng đi trải nghiệm. Út thử thử đi. Thử đi em. Này, nãy tay anh rửa tay rồi yên tâm đi. À. Rồi lắm. Xích cái bột. Ừ. Chung là ăn ngon đấy. Này. Chấm cho em nhé. Có chấm ớt không? Đây. Vậy đó là ai muốn ăn tiếp thì chiên cho mà ăn giờ. Ăn được nhờ. Ăn ngon đấy. Chấm vào đây này. Chấm vào đấy nhá. Chấm vào đấy nhá. Chị ăn chiên nhé, tặng qua bên. Ăn thêm cái nữa. Ăn thấy nó ngon quá thì ăn thêm cái nữa. Ăn ngon nhỉ anh nhỉ? Ăn ngon. Các ba loại chấm đâu còn bánh hấp đâu? Ba loại là miếng bánh hấp rồi. Ngọt mặn với lại tương ớt. Rồi bây giờ đó. Bye bye anh nha, em đi trước nha. Vâng rồi, em chào anh ạ. Cái mình phát hiện á, phát hiện ra nhiều kênh á, coi đêm nào cũng coi, không biết coi phim đâu mà chỉ coi. À, hay quá. Coi du lịch tại nhà luôn, coi là vừa như mình thôi. Có mấy đứa con nó nói vậy rồi người ta đi du lịch cái má rồi má gần má má ngồi nhà má coi gì thôi mà má không tốn tiền à. Đúng rồi, đúng rồi ạ. Dạ vâng. Chỉ có Minh Tuấn. Ừ. Hay Minh Tuấn. Chắc gì mình khám phá được vậy. Còn này trên kênh YouTube coi mấy tiếng đồng hồ đã đời. Vâng. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. À gì Toro Farm rồi chà và ca. Rồi anh cảm ơn em. Xong rồi cho anh chuyển khoản nhé, anh chuyển khoản cho em đúng không? Ừ. Em con dùng ngân hàng. Con lưu lên cái cái của anh nha, con đặng nữa mình coi nha. Dạ luôn rồi đó. Còn chắc lâu đó, chắc lâu mới. Chắc là phải phải. Vâng ạ, vâng ạ. Đây coi là coi nguyên một ngày lắm, nhà nào cũng coi. Thế là bây giờ là 2 giờ rồi. Ừ, bây giờ mình sẽ vòng ngược lại đằng kia. Thú vị. Cảm ơn Trang rất nhiều. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em. Đón xem video nhé. Bây giờ chúng ta đang ở nhà cổ Bình Thủy. Tuấn đã từng ghé thăm vào đây một lần nhưng mà rất là chớp nhoáng. Bây giờ chúng ta sẽ vào kỹ hơn,
không biết là có được quay phim ở trong này không. Thôi cứ đi vào đi. Và bên trong là phải bỏ dép ra. Đi, mình sẽ vào bên trong đây. Mình chỉ đứng đây mình quay thôi chứ không vào sát, nhưng mà đây toàn đồ rất là cổ, khu di tích. Để mà nói về tổng giá trị của những đồ trong căn nhà này thì nó vô giá rồi, vô giá. Đây, một chiếc đồng hồ cổ mà bồn bồn rửa mặt này cũng rất là cổ đấy. Những cái chén, cái ly, cái bát đây thì cũng đều rất là cổ. Cẩn thận em nhé, đằng sau. Anh cũng chưa tìm hiểu đâu. Thử Google nhé. Google chắc là có một vài thông tin nhanh đấy. Đây mình sẽ đi vào trong nữa. Nhà cổ Bình Thủy là ngôi nhà cổ được đánh giá là đẹp nhất xứ Tây Đô. Đã có trên 100 năm tuổi. Được dùng làm bối cảnh của nhiều phim nổi tiếng. À đó. Thế nên là tuy là ấy, nhưng mà mình nghĩ là vào trong ngoài là cũng nhiều người quay rồi, lên phim rồi. Được xây dựng từ năm 1870, thuộc sở hữu của họ nhà Dương. Chủ nhân ngôi nhà là ông Dương Trấn Kỷ, một thương gia tri thức giàu có, đồng thời là một điền chủ có óc mỹ thuật. Đây, nhìn cách thiết kế với cả cách bài trí đã thấy là một ngôi nhà nghệ thuật rồi. Mà tất cả những cái này là có từ hơn 100 năm trước rồi. Đây, mình đi vào trong này đi. Xin phép ạ. Chắc phòng ngủ đấy. Phòng ngủ kiểu rèm tre này. Trong ngoài tất cả những đồ này cổ lắm rồi đấy. Những cái này là vô giá luôn. Đây là phòng phòng kiểu phòng rộng hơn đấy nhở. Đây là kiểu gian nhỏ thôi, đây là phòng luôn. Có cả sân đằng sau đây. Sân đằng sau này thì chắc là bây giờ là nơi sinh hoạt của những người trông giữ nhà ở đây. Đây là như kiểu cái đài ngày xưa ấy. Đúng không nhỉ? Toàn là đồ rất là cổ ấy. Đây là cái đèn dầu. Cái đèn này đẹp nhỉ? Cái này bây giờ anh nghĩ là chắc không thuộc quyền sở hữu của ai đâu. Đây hỏi anh này. Anh ấy cho em hỏi là bây giờ nhà này là không thuộc quyền sở hữu của ai hay là của bây giờ sẽ là của là của tỉnh luôn ạ, của nhà nước luôn ạ. Cấp quốc gia. Dạ vâng, cấp quốc gia luôn. Anh là người ở đây và sẽ trông coi luôn ạ. Dạ vâng. Đây, mọi người đến đây chụp ảnh check in. Đây là một di tích cấp quốc gia, một nơi có thể ghé đến để tham quan. Nếu mà để nói về căn nhà này thì
từ ngày xưa như này thì nhà phải rất là giàu có, phải là thương gia buôn bán thì sử dụng căn nhà to như thế này, và đồ bên trong thì rất là đẹp. Lần trước anh đến đây anh cũng có chụp hình ở cái này. Đến đây chụp hình ở đây. Bây giờ mình đi qua đây. Ui, nắng nhờ, tầm này nắng thật. It's a different kind of love from any other old school dating is the book. We are explorers, it's a different kind of love. And everyone is looking like we're crazy people just escaping from the loom. Sometimes I feel that you are from another planet. The way you attract is more disasters like a magnet. And I don't know if you are from outer space, but I can tell you, girl, I'm enjoying the race. Because I knew when we hit and crashed, my crazy love circus was here at last. This is a romantic in a very funny way. I know our kind of love is the one made to stay, 'cause it's a different kind of love from any other old school dating is a book. We are explorers, it's a different kind of love. And everyone is looking like we're crazy people just escaping from the lonely. The way that you talk. Bây giờ đã kết thúc hành trình của hai anh em tại thành phố Cần Thơ. Bây giờ hai anh em đang đợi xe để đi đến thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang. Và đây là một vùng đất hứa hẹn sẽ rất là tiềm năng trong tương lai. Và tôi cũng sẽ có một điều đặc biệt ở tại thành phố Vị Thanh này để gửi tới tất cả mọi người. Hãy chờ đón nhé. Because I knew when we hit and crashed, my crazy love circus was here at last. This is a romantic in a very funny way. I know our kind of love is the one made to stay, 'cause it's a different kind of love from any other old school dating is a book. We are explorers, it's a different kind of love. And everyone is looking like we're crazy people just escaping from the loom. Hai anh em mất chỉ tầm khoảng 10-15 phút là đã ăn xong bữa tối. Rồi bây giờ đi bộ về khách sạn. Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Ngày mai lịch trình cũng khá là dài. Để mà khám phá đầy đủ đồng bằng sông Cửu Long thì rất là rộng lớn. Nên là mình sẽ tìm những điểm đẹp nhất và cũng có thể là trong lịch trình là thuận tiện nhất để có thể chia sẻ với các bạn. Rồi. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chào.